Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã vừa tham quan những di tích rất đẹp của Việt Nam. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Canada, với nhóm 5 tạp chí Canada. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Ladies and gentlemen, please take a break. Rest your head and close your eyes. Breathe in, breathe out. Imagine you are crossing a tunnel. In the darkness, you are trying to find a way out. Finally, you see a light ahead, especially a light had a safe of a map belief. You can see here. And they see Canada. So, as you can see, I have a maple leaf representing to Canada, the nation we recently turned to the time, especially the maple leaf start with letter M. So now, let's direct to the screen. Today, I'd like to share with you three things about Canada with three letters M. So, the first M is multiculturalism. The changing colors of its maple leaf from green to red represent the multicultural, multi-ethnic, and multinational of its Canada. And the second M is majestic icon. Maple leaf brings an important meaning to Canadian. It is considered as a majestic icon and precious symbol. And maple leaf have 12 points. It represents to 10 provinces and to territories of Canada. And it's like a symbol of unity for the whole country. And it shows how much the Canadians love and feel proud to be Canadian. And the third M is mountain. Canada is famous with many beautiful mountains like Rockies Mountain, Lawrence's Mountain, or the Coast Mountain. Especially the Rockies Mountain attract many tourists from the all around the world. The Rockies Mountain represent the symbol of peaceful and freedom of Canada. And now, do you want to travel to Canada one more time? Can you raise your hand if you want to travel to Canada one more time? Okay, so I can see many hands here. Thank you. So, here's a special thing will appear. Welcome to Canada, Canada Wonderland. So, in this journey, you can explore Canada with many aspects about Canada, about food, natural beauty, fashion, and so on. So you will experience the journey of exploring Canada by scanning the QR code on the screen. Then you can immerse yourself in the adventure of Canada by reading our magazine. Beside the flip book, you can ask some feedback, some wishes, some dreams in this graph. And so it's on recall all memories about Canada today. So, thank you for your listening. Xin được cảm ơn nhóm 5 ạ. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã trải qua những phần chia sẻ về Canada. Chúng ta đã hiểu hơn về lá phong. Chúng ta biết được dãy Rocky Mountain đúng không nào, là một dãy núi rất đặc biệt tại Canada. Và chỉ cần một cú quét mã QR thôi là chúng ta đã được chiêm ngưỡng rất là dễ dàng rồi. Thì không biết về đại diện phía ban giám khảo của chúng ta có suy nghĩ như thế nào. Ngay bây giờ xin được mời giám khảo Kiều Công Thược sẽ có những nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm 5. Xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn phần trình bày của các bạn. Lá phong được biểu tượng cho văn hóa và sự kết nối giữa các dân tộc của Canada. Vậy trong cái câu chuyện thương hiệu thì cái điểm nhấn trong cái thông điệp mà lá phong cũng như người Canada muốn truyền tải tới quốc tế cũng như khách du lịch theo các bạn là gì? Đó là câu hỏi thứ nhất mà mình gửi tới các bạn. Cái thứ hai nữa là để lựa chọn
một câu nói về tổng hòa tất cả các cái yếu tố của Lão Phong thì bạn chọn một từ gì đó để đại diện. Xin cảm ơn. Dạ vâng, em rất cảm ơn câu hỏi đến từ quý vị ban giám khảo. Với câu hỏi đầu tiên thì em nghĩ rằng là cái lá phong nó đã trở thành một biểu tượng của Canada thông qua hình ảnh, thông qua đời sống, thông qua con người. Có thể thấy rõ nhất đó là màu sắc của Canada, màu sắc của chiếc lá phong. Ta có thể thấy nó thông qua những món ăn như là món siro Canada, thông qua những lễ hội, thông qua những cái thời điểm mà người ta tổ chức những cái buổi lễ đó. Khi mà khách du lịch đi tới Canada, họ nhìn thấy lá phong, họ cảm giác được không khí của người Canada ở nơi đó. Và thậm chí là ngay giờ đây khi mà nhóm chúng mình đã mang tới bài thuyết trình về Canada và câu chuyện chiếc lá phong, dù chúng ta đang ở Việt Nam nhưng chúng ta cũng nhìn thấy sắc màu của chiếc lá phong đấy. Chúng ta có phần nào cảm nhận được tinh thần và đời sống con người ở Canada họ như thế nào? Nên nghĩ về câu chuyện về thương hiệu, nên rõ ràng chiếc lá phong là một thứ đã khẳng định chắc định việc rằng là chỉ cần bạn nhìn thấy lá phong, bạn cảm giác được không khí cũng như là màu sắc của nó, bạn cũng có thể trải nghiệm được. Và tuyệt vời hơn nữa, khi chúng ta tới trực tiếp ở Canada, chúng ta trải nghiệm không khí, trải nghiệm về thời gian cũng như là con người ở Canada, đó là đối với lại khách du lịch. Và với câu hỏi thứ hai, bởi vì khi nãy vì âm thanh tụi em nghe không rõ nên em xin phép có thể nhắc lại giúp em câu hỏi được không ạ? Lựa chọn một câu tổng hòa trong cái việc mà người dân Canada cũng như quốc gia Canada chọn cái lá phong, thì bạn dùng một từ gì để có thể bao quát được toàn bộ câu chuyện về thương hiệu và quốc hiệu của văn hóa Canada? Em nghĩ là nếu mà nói một câu để tổng quát được về câu chuyện Canada với chiếc lá phong, đó là cân bằng và nhã nhặn. Thưa quý vị rằng là trong quá trình mà tụi em tìm hiểu về Canada và câu chuyện của lá phong, em nhận ra họ nhắc rất nhiều về câu chuyện rằng Canada là một quốc gia đa sắc tộc. Họ chấp nhận sự đa dạng tôn giáo, về con người, về dân tộc, cũng như là cái phong thái con người. Họ toát ra cái tính chất nhã nhặn, cái sự nhẹ nhàng, thân thiết, mời gọi mọi người tới. Và nó thể hiện không chỉ là câu chuyện về Canada, mà nó đã thể hiện rõ thông qua những món ăn, thông qua những ngày lễ hội và những cái cuộc thi về bóng đá và những cái sự kiện khác của họ. Nên là nhã nhặn, em nghĩ là một cái từ mà có thể nói rõ nhất về câu chuyện là lá phong với Canada như thế nào. Wow, xin cảm ơn bạn. Vâng, nhóm em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn câu trả lời của nhóm 5. Một lần nữa chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình.